trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, nhắc tới Samurai là chúng ta sẽ nghĩ ngay tới hình tượng oai phong lẫm liệt đầy nghiêm trang của Nhật Bản. Thế nhưng, xoay quanh Samurai có rất nhiều bí mật mà không phải ai cũng biết. Đó là những bí mật có chút tàn bạo, máu lạnh và đôi khi là sự bất bình. Ví dụ như là giết người tùy ý, thử kiếm mới bằng cách chém người, hay là muốn cưới Samurai thì người vợ phải trả tiền. Và trong clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những sự thật khủng khiếp về Samurai nhé! Khổ luyện vì cuộc sống và chiến tranh. Có lẽ các bạn chưa biết, có 4 yếu tố để làm nên một Samurai đích thực. 1. Đó là Samurai là một chiến binh được đào tạo và có kỹ năng chiến đấu tốt. 2. Samurai phục vụ các lãnh chúa hay chủ tướng với lòng trung thành tuyệt đối, thậm chí là cho đến chết. Trong tiếng Nhật, Samurai có nghĩa là những người phục vụ. 3. Samurai là tầng lớp ưu tú, được coi là ở đẳng cấp cao hơn công dân thường và binh lính thông thường. 4. Cuộc sống của Samurai tuân theo tinh thần võ sĩ đạo, một hệ thống luân lý đề cao sự danh dự. Quá trình đào tạo một chiến binh Samurai phụ thuộc vào sự giàu có của gia đình anh ta. Trong gia đình có đẳng cấp thấp, người con trai học tập tại các ngôi trường trong làng và họ được đào tạo để trở thành một Samurai từ cha, anh trai hoặc chú bác. Đào tạo võ thuật được coi là rất quan trọng và thường bắt đầu khi đứa trẻ lên 5. Con trai của gia đình giàu có hơn thì được gửi đến các học viện đặc biệt để thu nhận kiến thức văn học, nghệ thuật và kỹ năng chiến đấu. Chúng ta đã quá quen thuộc với hình ảnh Samurai là một bậc thầy sử dụng thanh kiếm, katana với kỹ năng chết người. Tuy nhiên, Samurai khi xuất hiện trong vài thế kỷ đầu còn được gọi là chiến binh cưỡi ngựa bắn cung. Các Samurai còn phải tập luyện kiếm thuật không ngừng nghỉ. Có một câu chuyện kể về một vị sư phụ đã tấn công các học trò với một thanh kiếm bằng gỗ vào những thời điểm ngẫu nhiên trong suốt cả ngày và đêm, cho đến khi các sinh viên học được cách không bao giờ đánh mất cảnh giác. Ngoài kỹ năng chiến binh, Samurai cũng được đào tạo trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như là văn học và lịch sử. Tuy nhiên, một số sư phụ đào tạo Samurai cảnh báo học trò của họ không nên tập trung quá nhiều vào văn chương và nghệ thuật vì sợ tâm trí của họ sẽ trở nên yếu kém. Nghi lễ seppuku, mổ bụng tự sát. Danh dự là thứ quý giá nhất của một Samurai. Họ sẽ tự sát nếu thất bại hoặc vi phạm vào tinh thần Bushido, tinh thần võ sĩ đạo. Tự sát đã trở thành một nghi thức được gọi là seppuku trong tiếng Nhật, hay thô tục hơn là harakiri. Seppuku là một cách mà Samurai khôi phục lại danh dự đối với chủ nhân và gia đình và thực hiện nghĩa vụ trung thành khi Samurai đó thất bại. Seppuku được thực hiện như một nghi thức. Samurai khi được ban hình phạt seppuku sẽ được tắm rửa thật sạch sẽ, mặc một áo dài màu trắng. Dụng cụ thực hiện nghi thức được đặt trên một cái đĩa của ông gồm một thanh kiếm ngắn wakizashi hoặc một con dao tanto được bọc giấy. Samurai sau đó sẽ lấy con dao và cắt mở dạ dày của mình từ trái sang phải. Một người Samurai khác sẽ đứng sau thực hiện dakikubi, đó là một nhát chém gần như đứt hẳn đầu của người Samurai. Về sau thì seppuku càng trở nên nghi thức hơn, trong một số trường hợp bằng cách sử dụng quạt giấy thay vì dao. Thông thường thì người Samurai thứ hai sẽ thực hiện nhát chém hoàn hảo theo đúng nghi thức đã được thực hiện ngay sau khi thanh dao vừa ngập vào ổ bụng của người Samurai. Trong thời hiện đại, nghi thức seppuku lại nổi lên ở Nhật Bản như một cách để khôi phục lại danh dự khi đối mặt với thất bại và được sử dụng như một phương tiện thể hiện sự phản đối. Suzigiri, chém người ở ngã tư. Vào thời Chiến Quốc, các Samurai có một tập tục vô cùng tàn bạo và đáng sợ. Bạn đã từng nhìn thấy những chiếc kiếm sắc bén của các Samurai rồi chứ? Vậy bạn có biết họ thử kiếm bằng cách nào hay không? Một sự thật khủng khiếp rằng các Samurai thử kiếm bằng cách cắt đôi người. Thật đáng sợ phải không nào? Có thể bạn chưa biết, Suzigiri trong tiếng Nhật được hiểu là cắt thử nghiệm theo đúng nghĩa đen của nó. Hay nói cách khác thì nó có nghĩa là thử nghiệm độ sắc bén và chất lượng của thanh kiếm mới bằng cách chém các cành trúc hay các hình nhân bằng rơm. Nhưng nếu như vậy thì có gì đáng sợ? Một số khách hàng giàu có địa vị xã hội cao, khi mua kiếm thì họ sẽ thử nghiệm trên cơ thể người để đánh giá sự sắc bén của nó. Đó thường là các tử tù chờ hành quyết hay những cái xác. Khi thử trên người, các Samurai thường chém nạn nhân theo một đường chéo, từ vai sổ xuống hông bên kia hoặc chém dọc từ trên xuống dưới cắt đôi người. Có chút ghê rợn đúng không nào? Còn có tài liệu ghi rằng, Samurai cũng thực hiện nghi lễ này khi họ muốn luyện tập, tăng tính nhạy bén, linh hoạt của mình mà thôi. Trên thực tế, Suzigiri vốn chỉ được thực hiện giữa các võ sĩ với nhau. Tuy vậy, đặc điểm xã hội thời Sengoku đã đẩy tập tục này đến việc giết người bình thường vô kiểm soát.
Do đó, đến thời Edo, nghi thức này bị cấm và các samurai thực hiện sẽ bị tử hình. Phụ nữ phải trả tiền để cưới samurai. Lại thêm một sự thật rất đỗi là thú vị, đó chính là người phụ nữ sẽ phải trả tiền để được cưới các samurai. Thật là kỳ lạ phải không nào? Trong độ tuổi của samurai thì việc tiến hành việc kết hôn là một điều không bình thường. Bởi lẽ nó sẽ tùy thuộc vào tầng lớp của người phụ nữ mà samurai kết hôn. Cứ tưởng yêu mấy anh chàng samurai sẽ có một cuộc đời thú vị, một tình yêu ngọt ngào hay ít nhất là một cái gì đó rất là hào nhoáng. Thế nhưng, người phụ nữ muốn kết hôn với samurai phải trả các chi phí cần thiết cho các đặc quyền để trở thành người đầy tớ. Những người vợ của các samurai thường có đặc điểm đó là biết nghe lời, làm mọi thứ vì chồng và theo yêu cầu của chồng. Về cơ bản mà nói thì những người vợ có chồng là samurai sẽ ngoan ngoãn vâng lời chồng, chỗ đứng của họ sẽ giảm, chưa kể họ còn phải trả tiền cho việc kết hôn nữa chứ, điều mà đáng lẽ nên do nhà chồng làm mới phải. Vợ của samurai sẽ phải tự tử nếu chồng mắc sai lầm. Nếu như các samurai mắc sai lầm, họ sẽ rạch ổ bụng của mình ra trước khi bị chặt đầu. Đây là điều hiển nhiên, mọi chuyện có lẽ cũng không có gì đáng nói lắm nếu như chỉ dừng ở đó. Trong khi các samurai phải tự mổ bụng để lấy chút danh dự cuối cùng cho bản thân, thì những người vợ của họ cũng phải tự đón nhận cái chết. Vợ của các samurai thường rất nghe lời, không có quyền hành trong cuộc sống là mấy. Chính vì vậy, khi chồng mắc phải sai lầm dẫn đến việc phải mổ bụng, thì họ sẽ phải tự cắt cổ tay thay vì mổ bụng. Trước khi theo chồng sang thế giới bên kia, họ sẽ buộc hai chân vào với nhau để chết trong tư thế nghiêm trang nhất. Phải chăng đây là bi kịch của những người phụ nữ lấy chồng là samurai? Bushido, biểu tượng danh giá của samurai. Các samurai không phải là chiến binh đánh thuê, mà là thuộc hạ của các lãnh chúa, tuân theo giá trị luân lý được gọi là tư tưởng võ sĩ đạo. Tư tưởng võ sĩ đạo hay còn gọi là Bushido, gồm một số các quy tắc không chính thức mà các chiến binh samurai phải tuân theo. Tinh thần võ sĩ đạo đã thay đổi rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử của Nhật Bản và chỉ được viết ra cho tới tận thế kỷ thứ 17, trong khi các samurai đã xuất hiện trước đó hàng thế kỷ. Đức tính đầu tiên của samurai đó là phải trung thành với lãnh chúa của mình. Ở Nhật Bản thời kỳ phong kiến, lãnh chúa nhận được sự cúng nạp của các chư hầu của mình. Đổi lại, họ nhận được sự bảo vệ kinh tế và quân sự từ các lãnh chúa. Nếu một lãnh chúa nhận được lòng trung thành tuyệt đối từ các chư hầu của mình, toàn bộ hệ thống phong kiến sẽ sụp đổ. Vì vậy, trung thành mang lại sự cực đoan. Các hiến binh chiến đấu tới chết để bảo vệ chủ nhân của mình, thậm chí là tự tử nếu họ cảm thấy hổ thẹn với chủ nhân. Samurai cũng có nhiệm vụ phải báo thù. Họ sẽ tìm người để báo thù nếu danh dự của chủ nhân bị tổn hại hoặc chủ nhân của họ bị sát hại. Câu chuyện 47 người võ sĩ là tiêu biểu cho lòng trung thành, sự hy sinh, trí kiên định và danh dự mà tất cả võ sĩ luôn thể hiện vào thời bấy giờ. Câu chuyện này kể về một nhóm võ sĩ thời kỳ đầu của thế kỷ thứ 18 đã mất chủ tướng sau khi vị chủ tướng đó bị ép buộc phải thực hiện mổ bụng tự sát vì bị buộc tội đã tấn công lãnh chúa khác. Để trả thù, họ đã giết viên quan tòa đó sau 2 năm kiên trì xây dựng kế hoạch và chờ đợi thời cơ. Các võ sĩ sau đó bị bắt và buộc phải thực hiện seppuku, có nghĩa là mổ bụng tự sát, bởi vì họ đã giết người và tấn công bí mật, điều bị coi là đê tiện. Kabuki Mono. Có thể các bạn chưa biết, những samurai lập dị ở Nhật Bản thường được gọi là Kabuki Mono. Vậy, họ lập dị ở chỗ nào? Đó là những samurai vô chủ, thường ăn mặc để kiểu tóc kỳ lạ và hành động kỳ cục, khó đoán biết từ trước. Trong thời kỳ Tokugawa, khi mà đất nước hòa bình, các samurai dần mất đi giá trị của mình. Tinh thần võ sĩ đạo của họ cũng không còn giữ được như xưa nữa. Họ trở nên tha hóa, biến chất, sống bằng việc cướp bóc, đâm thuê chém mướn. Khi mà vai trò của các samurai không còn quá quan trọng như trước đây nữa, thì họ sẽ dần bị xã hội lãng quên, dần dần tha hóa và biến chất. Giết người mà nghĩ rằng đã xúc phạm họ. Một trong những đặc quyền cơ bản của samurai chính là cho phép họ giết chết ngay lập tức bất cứ ai thuộc tầng lớp thấp hơn, ngay cả những samurai khác nếu họ cảm thấy bị xúc phạm. Nó được gọi bằng thuật ngữ Kiri Sugomen. Phải đảm bảo hai điều kiện, đó chính là ngay sau khi nhận thức được về sự xúc phạm xảy ra, các samurai phải ra tay lập tức và cần phải có một nhân chứng. Và những nhân chứng này không ai khác, đó chính là đầy tớ của các samurai. Điều này có nghĩa, chỉ cần nghĩ rằng mình bị xúc phạm, các samurai có thể giết rất nhiều người mà không cần sự ân xá nào hết.
Samurai vô chủ. Các samurai chủ yếu đều là những thuộc hạ của lãnh chúa. Tuy nhiên, khi họ bị làm nhục, mất hết danh dự, họ sẽ trở thành Ronin, những samurai vô chủ. Những samurai vô chủ này trở thành người lang thang thay vì nghi thức mổ bụng. Những người này được coi là tầng lớp thấp của xã hội. Tuy vậy, họ vẫn cư xử giống như một samurai. Ví dụ như là coi người khác là phế thải, không làm việc cho tầng lớp thấp. Chính vì lý do này mà nhiều samurai vô chủ đã trở thành lính đánh thuê, vệ sĩ và giết người vì tiền. Họ ý thức rằng những việc đó còn tốt hơn là làm một anh nông dân. Samurai vẫn luôn là một trong những điều làm cho đất nước xứ sở Hoa Anh Đào phải tự hào. Họ không chỉ giỏi võ, kiếm thuật mà còn có lòng tự tôn cao. Bên cạnh đó là những bí ẩn đằng sau chưa được nhiều người biết tới. Và những thông tin mà Top 1 khám phá chúng mình mới kể ra trong video ngày hôm nay chỉ là số ít trong rất nhiều sự thật. Có lẽ hình ảnh một võ sĩ anh dũng tự tôn trong mắt một số bạn đã bị sụp đổ vì sự tàn bạo, tiêu cực của họ. Các bạn nghĩ sao về những chiến binh samurai huyền thoại nổi tiếng Nhật Bản? Còn bạn nào vẫn mê samurai thì nhớ điểm danh dưới phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì nhiệm vụ của các chiến binh top 1 đó là like, share video, subscribe kênh Top 1 Khám Phá, ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Trên màn hình là những video hay ho có liên quan, các bạn nhớ click vào để xem ngay nhé! Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!